đêm mùi gì khen khét thế em đầu bếp của tôi ơi. Sao em cho chúng tôi giật món chi là đời. Trứng sao lại màu đen vậy nè? Trứng sao lại màu đen vậy nè? Cá sao còn cá đuôi vậy hả? Cá sao còn cá đuôi vậy hả? Cháo sao là gọi là cơm? Cháo sao là gọi là cơm? Uyên Thi xin thân ái kính chào tái ngộ đến tất cả quý khán giả đang đón xem chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Kính thưa quý vị, trong những ngày cận lễ như là New Year, Christmas thì thường thường người Việt Nam chúng ta, những người phụ nữ mà chuyên lo tiệc tùng trong gia đình đó, thường hay nghĩ tới mình phải kiếm một cái món gì lạ lạ để nấu ăn cho gia đình mình trong những buổi tiệc sum họp mà những người ở xa về hoặc là bạn bè, mời bạn bè đến với không thưa quý vị. Và cái món ăn mà chúng ta thường suy nghĩ nhiều nhất là cái appetizer, tất nhiên là món ăn finger food, những món ăn mà cầm tay hoặc những món ăn đầu buổi trong những lúc người ta tới chờ hoặc là ngồi vào đầu tiên, thì thường thường những món đó là những món mình phải làm cái gì. Còn món chính thì Việt Nam mình cũng khá nhiều, nhưng mà appetizer thưa quý vị, một món ăn mà không biết quý vị đã từng ăn chưa ở Mỹ, đó là cái hot wing. Thì ngày hôm nay Uyên Thi làm gần giống như hot wing, nhưng mà Uyên Thi chia sẻ theo cái công thức của người Việt Nam chúng ta, mà món đó là món gà nướng chao thưa quý vị, hay nói đúng hơn là cánh gà nướng chao. Vâng, kính thưa quý vị, cánh gà nướng chao thường thường là chúng ta sẽ, thay vì hot wing á, thì mình làm bằng những cái hot sauce thì nó hơi, mình ăn nếu mà người nào biết ăn cay thì được, hoặc là ăn mình sẽ cảm thấy nó hơi chua chua. Nhưng mà cánh gà nướng chao thì cái vị nó sẽ có một cái vị chao, và khi chúng ta ăn sẽ thấy béo béo cái mùi thơm thơm của chao thưa quý vị. Và khi mà chúng ta nướng lên thì cả gian phòng đều thơm hết. Bây giờ đầu tiên hết Uyên Thi nói về cánh gà. Khi mà Uyên Thi, cái công thức ngày hôm nay thì Uyên Thi sẽ dùng 8 cái cánh gà. Thì cánh gà khi mình mua về mình rửa sạch sẽ. Sau khi mà mình rửa sạch rồi thì chúng ta sẽ cắt cánh gà ra. Thì chúng ta sẽ cắt nó làm 3 phần. À, đó là cái phần ngay chỗ cái xác cái cánh gà thưa quý vị, thì Uyên Thi sẽ cắt ra. Ở đây nó có một cái xương, thì chúng ta chỉ ngay cái xương đó chúng ta lấy xuống mà thôi. Đó, chúng ta ra được một cái. Và bây giờ cái phần này, nếu quý vị nào thích ăn cái đầu cánh thì quý vị có thể để đầu cánh, nhưng mà Uyên Thi không thích ăn tại vì chỗ đó xương không à, mà để nhiều khi nướng ra nhìn nó không đẹp, cho nên Uyên Thi sẽ chặt bỏ cái đầu cánh này đi. Rồi chúng ta thành có 2 miếng, nhưng mà miếng này thì quý vị có thể bỏ vô ướp để riêng cũng được. Nhưng mà Uyên Thi thì Uyên Thi không có lấy cái cánh gà này, Uyên Thi sẽ vứt nó đi. Nhưng mà hoặc là chúng ta để làm nóng nước lèo, hoặc là quý vị có thể chặt nó dư ra một chút, bỏ bớt cái chỗ cái nhọn này đi, bởi vì cái chỗ nhọn này khi chúng ta nướng rất dễ bị cháy, thì nhìn cái cánh gà nó sẽ không ngon. Và Uyên Thi sẽ tiếp tục làm tiếp những cái cánh gà còn lại. Ngay chỗ này mà người Mỹ người ta thường kêu là cái joint đó thưa quý vị, là ngay cái giữa cái cánh, giữa cái cánh và cái chân cánh và cái khúc giữa cánh. Đó. Là quý vị thấy nó có xuống, mình không có phải chặt ngay chỗ này, nó có cái joint thì nó mình không phải chặt. Quý vị nào mà thấy tiếc á, thì mình có thể chặt nhỏ đi một chút, là mình chặt bỏ cái khúc nhọn này thôi, thì mình còn lại cái khúc này cũng được thưa quý vị. Nhiều khi Uyên Thi tiếc, Uyên Thi cũng chặt vậy đó. Rồi mấy cái này Uyên Thi thảy vô nồi nước lèo, Uyên Thi nấu đó. Đây nè, ví dụ quý vị để nguyên chặt cho nó dễ nè. Đó, thì chúng ta lấy bỏ cái phần này nó ít hơn một chút, thì chúng ta vẫn còn một khúc thịt ngay đây. Thì bỏ cái này vào đây. Người ta nói là nhất phao câu nhì đầu cánh, nhưng mà bên Mỹ này Uyên Thi nói nhà tiệm Uyên Thi một ngày nấu cũng mấy chục con gà, mỗi lần chặt là một phao câu bỏ ra rất là nhiều, đầu cánh cũng bỏ ra nhiều lắm, nhưng mà không có ăn, nhiều khi cũng xào ăn rồi ngán thưa quý vị rồi cũng bỏ. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ nói về cái chao. Hũ chao mà Uyên Thi đang cầm ở đây là một cái loại chao đỏ thưa quý vị. Chao đỏ thì nó có một cái màu sắc để cho mình ướp vô nó ngon hơn. Và khi mà chúng ta mua một hũ chao đỏ này về thì với 8 cái cánh gà này á, thì chúng ta sẽ dùng vài miếng thôi chứ không có dùng hết hũ, nó mặn lắm thưa quý vị. Thì ở đây Uyên Thi sẽ lấy khoảng chừng từ 3 tới 4 miếng chao thôi. Nếu quý vị muốn đậm đà đó thì mình lấy coi như là khoảng 4 miếng đi, nếu mà cho đậm đà nha.
Rồi quý vị cho nước chao vào. Đó, 4 miếng chao. Coi như trung bình là một miếng chao hai cái cánh gà nha thưa quý vị, nhớ vậy cho nó dễ đi. Rồi quý vị sẽ dùng khoảng chừng một muỗng canh dầu hào nha, một muỗng canh dầu hào. Những thì để xuống đây, dầu hào mới thì nó hơi bị đặc á thưa quý vị, nó khó ra hơn. Rồi một muỗng canh dầu hào. Đó, mình đông thôi. Nếu mà Uyên Thi không đông á, thì quý vị nói sợ quý vị làm được, xịt đại vô. Rồi một chút tiêu. Và Uyên Thi sẽ cho vào trong này một khoảng chừng nửa muỗng canh đường nghe thưa quý vị. Nửa muỗng canh đường. Nếu quý vị nào thích cho ngọt ngọt thì cho một muỗng canh. Còn nếu không á, thì cho nửa muỗng á, thì nó đậm đà. Còn một muỗng á, thì nó hơi ngọt ngọt một chút. Rồi mình mới tán ra. Tán chao ra. Rồi chưa hết đâu, mình sẽ cho vào một muỗng canh rượu. Rượu đó là loại rượu cooking wine nha thưa quý vị. Rượu white wine cũng được, hoặc là vodka cũng được. Quý vị muốn cho loại nào cũng được, miễn là rượu trắng thưa quý vị. Cái này là muỗng cà phê. Rồi mình cho khoảng một muỗng canh. Tại cái muỗng này là nhỏ, chưa tới một muỗng canh thưa quý vị. Này nửa muỗng canh thôi. Rồi bây giờ mình mới quậy lên. Và mình tán cái chao này ra để cho nó nhuyễn ra thì quý vị. Tại vì nó nhuyễn như vậy thì nó mới thẩm thấu vô cái gà nó nhiều. Rồi, bây giờ làm sao mình ướp? Quý vị có thể chà sát vào trong cái cánh gà cũng được, nhưng mà quý vị thấy không, cái này nó đỏ đó, nó làm cho quý vị giơ tay thì cần dễ nhất là chúng ta sẽ bỏ gà vào trong cái Ziploc lớn một chút mà loại dày thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đổ vào đây. Quý vị không phải bị giơ tay nha. Rồi. Và chúng ta sẽ đổ cái chao này vào trong cái bịch này. Mình không có cần tỏi cần gì nha chị quý vị, tại vì mình nướng hoàn toàn là bằng cái mùi vị của chao. Cho nên mình sẽ để nguyên cái vị chao như vậy. Chứ mình không có bỏ tỏi vô trong cái gà nướng chao này. Cánh gà nướng chao. Đó. Thì lấy hết nữa. Rồi bây giờ quý vị, tay chúng ta sạch phải không? Không có dơ gì hết. Nếu mà chúng ta ướp bằng cái kia, chúng ta lấy đũa ướp thì nhiều khi nó không có đều. Mà chúng ta để lấy tay thì nó dơ. Mà chúng ta đeo bao tay thì nhiều khi nó cũng lu bu. Thành ra thôi thì bỏ vô trong cái này. Mà quý vị biết khi mà mình ướp như vậy đó, mình giữ luôn cái plastic bag này, mình giữ luôn cái Ziploc này, mình cất vô freezer, mình cất vô tủ lạnh, chừng nào mình đem ra mình nướng cũng được. Và bây giờ quý vị bắt đầu nhồi. Yên Thi quên một cái rất là quan trọng mà Yên Thi muốn nói tới, đó là sriracha ớt thưa quý vị. Ớt để cho nó một chút xíu the the của cái vị của người lớn mình. Còn nếu mà quý vị có trẻ em thì không cần làm, nhưng mà Uyên Thi thích lắm. Quý vị cho khoảng chừng 2 muỗng cà phê sriracha, tùy theo quý vị ăn cay được nhiều hay ít. Uyên Thi thì Uyên Thi thích nó cay cay một chút, cho nên Uyên Thi bỏ vào. Rồi bây giờ, mà một phần khi quý vị bỏ vô đó, cái màu nó cũng đẹp hơn nữa, tại vì nó có một chút cái màu đỏ đó thưa quý vị. Còn cái chao đỏ đó thì nó lại hơi bị tái tái. Đó, quý vị thấy cái màu có tương ớt vô nó đẹp không? Rồi bây giờ Uyên Thi sẽ đem cất cái này vô trong tủ lạnh, ướp qua đêm nha thưa quý vị. Quý vị ướp qua đêm. Vâng, kính thưa quý vị, sau khi mà chúng ta đã ướp gà ra một đêm đó thì quý vị biết bây giờ là mới xua chắc luôn á, là cái gà này đó đã thấm rồi, thấm gia vị rồi. Thì bây giờ mình sẽ mang ra và mình sẽ bắt đầu gấp, mình để ra cái khay để mà mình nướng. Khay thì Uyên Thi cũng nói quý vị, nếu mà quý vị không có cái miếng tray này cũng được, quý vị để thẳng xuống đây. Nhưng mà nó sẽ không ngon bằng như là chúng ta có một cái miếng tray lưới như vậy. Quý vị ra chợ Hòa Bình bán có đó thưa quý vị.
Rồi quý vị sẽ xếp lên trên tray này, quý vị nướng. Và khi mà xếp lên thì mình để ý, mình coi, mình để một loại một bên nha. Mỗi loại một bên. Và cái bề mặt nó đưa lên, bề nào mà mình thấy nó đẹp á, mình đưa lên trên thì nó sẽ nằm ở trên. Cái này cũng vậy. Cái mùi nó rất là thơm thưa quý vị. Quý vị thịt đồ á, nó ấy thì quý vị để vậy nè, thì khi mà mình nhìn, mình xếp ra đĩa rồi nó cũng đẹp. Nước là phương cách giải độc tối ưu cho cơ thể. Vậy phải lựa chọn nước như thế nào để có được một cơ thể khỏe mạnh? Chúng tôi xin giới thiệu máy nước Kangen sản xuất tại Nhật, được chứng nhận của Bộ Y tế, Lao động Phúc lợi Nhật Bản và các nhà khoa học. Nước Kangen với tính kiềm cao, có khả năng chống oxy hóa mạnh, chống rụng tóc, cụm phân tử nước siêu nhỏ nên dễ dàng đi thẳng vào máu, đưa lên não, phòng chống được nhiều bệnh tật. Công dụng của nước Kangen là lọ nước uống tốt nhất, nấu ăn luộc rau sẽ thơm ngon hơn, rửa rau và trái cây sẽ tươi giòn lâu hơn, chùi rửa vết dơ, dầu mỡ trên bếp sẽ sạch hơn, rửa mặt, tắm gội để có làn da tươi sáng và mịn màng hơn. Ngoài ra còn nhiều công dụng tuyệt vời khác nữa. Thay đổi nguồn nước uống là thay đổi cuộc sống mới tốt đẹp. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-299-8955. Và bây giờ thì trước khi mà Uyên Thi bỏ vào lò nướng đó, thì Uyên Thi sẽ để là nhiệt độ là 325 độ. Thưa quý vị, quý vị có thể nướng từ 325 cho tới 350 tùy theo cái cánh gà mình nướng nhiều hoặc ít. Nếu mà mình nướng nhiều cánh gà thì mình để độ 350, còn mình nướng ít cánh gà thôi mình để 325, bởi vì cái sức nóng nó sẽ tập trung vô đó. Còn mình nướng nhiều quá thì nó sẽ bị chia ra, cũng như là khi mà mình nướng nhiều thì cái hơi lạnh của gà nó ra, nó làm hạ bớt xuống. Rồi một phần nữa tùy theo cái cánh gà lớn hoặc nhỏ nữa thưa quý vị. Quý vị cũng có thể làm đùi gà nướng cháo cũng được, nhưng mà ở đây thì dùng cánh gà, tại vì một miếng như vậy là một người ăn lúc người ta đứng ngồi nói chuyện hoặc là người ta bắt đầu buổi tiệc cho nó dễ. Và khi mà mình nướng, mình bỏ vô mình nướng đó, thì mình phải đợi cho lò nó 325 hoặc 350 cho thật là nóng, rồi sau đó mình mới bỏ cánh gà vào mình nướng. Thì thường thường khi mà mình bỏ vào mình nướng, mình lấy, mình để vô trong khay như vậy rồi, thì quý vị bắt đầu bỏ vào trong lò. Và quý vị cẩn thận để nóng. Chúng ta nướng khoảng chừng, quý vị nhớ là vặn cái đèn của cái lò lên. Mình vặn cái đèn của cái lò lên thì mình mới nhìn vô trong cái cánh cửa lò, mình mới nhìn thấy là coi như là cái thức ăn mình nướng nó có bị cháy hay không. Bởi vì tùy theo cái độ, tùy theo mình nói cái độ như vậy, nhưng mà tùy theo cái lò tốt hoặc xấu. Những cái lò tốt thì nó nóng rất là đều, cho nên rất là màu vàng. Còn những cái lò mà cũ rồi đó thì mình nướng nhiều khi nó chỗ này thì nó chín, nó đen, nó hơi cháy, chỗ này thì nó sống hoặc ở giữa thì nó sống. Còn những cái lò mới bây giờ nó có quạt cho nên nó vàng đều hết thưa quý vị. Thì đây cũng là một cái lò mới cho nên nó rất là mau. Thì Uyên Thi nướng như vậy là khoảng chừng 40 cho tới 45 phút cho tới 50 phút nếu mà muốn vàng nữa. Hoặc là nhà quý vị có thể nướng từ 40 cho tới 1 tiếng. 45 phút cho tới 1 tiếng thì cái cánh gà nó bắt đầu chín và nó vàng. Trong thời gian mà mình nướng cánh gà đó thì quý vị lâu lâu cũng, đây là cái nước sót mà Uyên Thi còn dư ở trong cái bịch Uyên Thi bỏ ra đây. Nếu quý vị muốn cho nó thấm ngon thì khi mà quý vị đang nướng nửa chừng, khoảng chừng 30 phút đó, quý vị mang ra quý vị thoa một lần nữa lên thì nó ướp một cái màu nó đều và nó sẽ ngon hơn. Bây giờ thì đến lúc Uyên Thi phải đi lấy cái cánh gà ra để quý vị nhìn thấy rằng là cái cánh gà nó ngon như thế nào và nó đỏ một cái màu mà nó đẹp giống như là coi như là hot wing vậy thưa quý vị. Nhưng mà mùi vị lại là mùi chao béo hơn nữa. Wow, quý vị nhìn thấy cái cánh gà không, đỏ tươi luôn. Mà nhìn rất là hấp dẫn, nó giống như là cẩn thận nha thưa quý vị. À, giống cánh gà hot wing quá thưa quý vị ơi. Rồi, mình phải đóng cửa lò lại. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ lấy cánh gà ra. Uyên Thi để ra hai đĩa bởi vì Uyên Thi biết chắc rằng là một đĩa nó sẽ không có đủ hết cái cánh gà này, bởi vì mình làm appetizer mà mình phải để ra cái đĩa cho đẹp một chút. Rồi bây giờ Uyên Thi sẽ xếp cánh gà lên nè. Thôi Uyên Thi để cái miếng nhỏ này Uyên Thi ăn. Một hồi Uyên Thi ăn thử nè. Đó.
Rồi bây giờ tới cái cánh. Đôi khi nhiều khi người bếp á, người ta làm á, người ta xếp cho đẹp xong rồi những cái miếng nào mà vụn vặt á, là người ta sẽ để lại để người ta thưởng thức ở dưới bếp nha thưa quý vị. Đó, quý vị thấy bây giờ Yên Thi để dư ra thì bỏ lên nữa thì nó mất đẹp, thành ra Yên Thi để dư ra. Quý vị xem nha. Wow, quý vị nhìn thấy đẹp không? Giống như hot queen vậy thưa quý vị. Và bây giờ Yên Thi sẽ ăn thử nè. Đang nóng như vậy mình ăn thử mới ngon nè. Chẳng lẽ Uyên Thi đợi Uyên Thi ăn hết cái cánh gà này Uyên Thi mới nói cho quý vị biết là cái vị nó. Cái này Uyên Thi ướp từ tối hôm qua thì sáng hôm nay là Uyên Thi làm chương trình và Uyên Thi nướng. Uyên Thi thấy rằng là ở ngoài nó rất là vừa thưa quý vị, không có mặn đâu. Mà nó rất là vừa ăn, nhưng mà ở phía trong đó, nếu quý vị ướp được khoảng chừng Uyên Thi nghĩ là một ngày một đêm hoặc là hai ngày ở trong tủ lạnh thì Uyên Thi nghĩ ở bên trong nó sẽ thấm hơn. Bây giờ bên trong nó hơi lạc một chút, nhưng mà nếu mà quý vị để thêm thời gian thì cái thịt gà nó sẽ thấm, thành ra rất là ngon. Ở ngoài đó thưa quý vị, nó béo, thơm mùi chao, nhưng mà tại vì có nhiều người Việt Nam mình đó, không thích ăn chao. Nó là không biết ăn chao mùi kỳ quá. Nhưng mà khi quý vị ướp này, quý vị đừng nói với người ta là quý vị nướng chao. Quý vị chỉ nói là cánh gà nướng đi, nếu mà người nào không biết ăn chao. Họ ăn họ không biết là có chao. Mà Uyên Thi thấy nó rất là thơm. Nó thơm không có phải là cái mùi chao bình thường, mà cái mùi chao được nướng lên nó thơm. Và một chút sriracha nó sẽ đánh bớt đi cái mùi chao đi. Nhưng mà nó có một cái vị hơi the the thôi, chưa cay lắm. Tất nhiên nếu mà Uyên Thi nướng lần tới thì bỏ thêm ớt nữa ăn cay mới ngon thưa quý vị. Và kỳ này là Uyên Thi gửi đến quý vị cánh gà nướng chao, mong rằng trong những cái dịp lễ Christmas hoặc là New Year năm nay, quý vị sẽ có những cái món appetizer thật là ngon cho gia đình trong buổi tiệc sum họp. Và Uyên Thi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cánh gà nướng chao ngày hôm nay, và Uyên Thi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.